Thưa quý vị, sau khi thành phố công bố dự thảo học phí năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát đi văn bản nêu rõ căn cứ đề xuất mức thu học phí và lý do thành phố dừng cấp bù kinh phí để hỗ trợ phụ huynh. Thứ nhất, Sở cho biết từ năm 2022, các địa phương được quyết định mức học phí phù hợp. Tuy nhiên, năm 2022, đời sống người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19. Không địa phương nào áp dụng ở mức thu phí mới mà chi ngân sách để cấp bù hoặc miễn giảm, nên số tiền thực đóng của phụ huynh tương tự như năm 2021. Thứ hai, năm 2022, thu nhập bình quân của người dân Hà Nội tăng 7,01%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,4% so với năm 2021. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 7, lương cơ bản tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng một tháng, tương đương với 20%. Và với hai lý do này, Hà Nội dự kiến thu học phí năm học 2023 bằng năm 2022, nhưng dừng cấp bù phần học phí tăng, nên số tiền thực nộp của phụ huynh cũng nhiều hơn. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 17 tháng 5, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị chuyên đề về 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 15. Đó là các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân, Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đây là những dự án luật có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quản lý nhà nước và bảo đảm quyền lợi của công dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng, ban hành các dự án luật trên, khẳng định đây là những dự án luật luôn nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Bộ Công an đã có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội, mong muốn rằng thông qua hội nghị, Công an tỉnh sẽ tiếp thu, hoàn thiện các ý kiến, bảo đảm các dự án luật có chất lượng, hiệu quả. Dự kiến ngay sau khi kết thúc hội nghị, Công an tỉnh Hà Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ có buổi khảo sát việc thi hành luật căn cước công dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế sau 28 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, khả thi để hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự có hiệu quả, Bộ Quốc phòng đã lên phương án xây dựng dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Sáng nay, đại diện Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo để giới thiệu rõ hơn về dự án luật này. Phát biểu tại họp báo, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, người phát ngôn Bộ Quốc phòng nêu rõ, sau 28 năm thực hiện, pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng đã bộc lộ một số bất cập như việc xác định phạm vi ranh giới bảo vệ của công trình quốc phòng và khu vực quân sự chưa được quy định cụ thể rõ ràng, còn xảy ra hiện tượng lấn chiếm, xâm canh trái phép, việc xây dựng các quy hoạch cấp phép hoạt động ở một số dự án phát triển kinh tế xã hội và công tác quản lý người nước ngoài cư trú ở một số địa phương, khu vực có liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự chưa chặt chẽ. Nhiều bất cập được đặt ra yêu cầu phải xây dựng luật để tạo cơ sở pháp lý cao hơn và giải quyết kịp thời các vướng mắc bất cập thực tế phát sinh. Theo đó, dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự gồm 6 chương 34 điều. Việc ban hành luật là nhằm tiếp tục cụ thể hóa đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến bảo vệ Tổ quốc, quân sự, quốc phòng, việc hạn chế quyền con người, quyền công dân, nâng cao nhận thức của toàn dân. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 đã bổ sung dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Theo kế hoạch, Quốc hội khóa 15 sẽ cho ý kiến lần thứ nhất đối với dự án luật tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6. Thưa quý vị, tháng công nhân lần thứ 15 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 2 tuần hoạt động. Đây là đợt cao điểm các cấp công đoàn thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là trong giai đoạn người lao động gặp nhiều khó khăn về việc làm, thu nhập do doanh nghiệp bị giảm đơn hàng như hiện nay. Sau đây là ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một hoạt động dành cho công nhân vừa được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 20 gian hàng tại đây được doanh nghiệp giảm giá từ 10 đến 50% đã giúp những người công nhân như chị Loan dễ lựa chọn và mua nhiều hơn các mặt hàng thiết yếu cho gia đình.
Bên cạnh mua sắm, chị Loan cùng hàng nghìn công nhân khác còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích. Nó thiết thực cho đời sống công nhân của tụi em. Ví dụ như là gạo, nước, mắm, muối, rồi nước giặt, nước xả này kia là giá cả thì rất là phù hợp ạ. Các anh chị phục vụ rất là niềm nở, anh tụi em cũng rất là vui. Không những là chăm lo về vật chất, chúng tôi cũng tổ chức cái sân chơi như những hoạt động hội thi rung chuông vàng, rồi cái sân chơi giờ thứ 9. Trong cái ngày hội hôm nay thì dự kiến cái số lượng chăm lo cũng như là tuyên dương các cái công nhân, đoàn viên tại các công đoàn cơ sở trực thuộc các khu chế xuất và công nghiệp với hơn 5.000 suất với số tiền dự kiến là hơn 5 tỷ. Còn đây là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của người lao động đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Ban tổ chức đã lựa chọn 500 lao động có hoàn cảnh khó khăn để thăm khám sức khỏe tổng quát, nhận thuốc miễn phí và tặng quà. Dạ, hài lòng quá, hài lòng anh. Một chai dầu ăn, một hộp bánh và một gói hạt nêm, hai chai nước tương, đỡ được phần nào khó khăn trong lúc này. Em nhập phần quà là trị giá 300 với lại số tiền mặt là 700. Cũng thấy chương trình hôm nay rất là ý nghĩa đối với những người công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn các cấp quận đã tạo cơ hội cho những người lao động nghèo như chúng em ạ. Em cũng rất cảm ơn nên hôm nay cũng rất là vui. Nhận được món quà này cũng là thật ý nghĩa đối với chúng em ạ. Những ngày này, cùng với các hoạt động chăm lo, các tổ chức công đoàn ở khắp các quận huyện và thành phố Thủ Đức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xuống cơ sở để nắm bắt, đề xuất, tham mưu người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cung cấp, gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan người lao động. Hiện nay cái đời sống của công nhân người lao động chúng ta đó cũng còn gặp rất là nhiều những cái khó khăn, cũng còn rất nhiều những vấn đề cần phải giải quyết để vì cái sự phát triển bền vững, vì cái hạnh phúc ấm no của mỗi gia đình, để chăm lo cho con cái vân vân. Cho nên chúng tôi mong làm sao là những cái chính sách về việc làm, về thu nhập, về nhà ở và về những cái phúc lợi khác trong cuộc sống nó phải đến gần hơn, sát hơn và thường xuyên hơn với lại đoàn viên công nhân người lao động của mình. Trong tháng công nhân lần thứ 15, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến dành 30 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động. Tổ chức công đoàn thành phố cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững để tạo thêm nhiều việc làm, quan tâm hơn nữa đến việc cải thiện chế độ lương, thưởng, bữa ăn ca, phúc lợi dành cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, trên mạng xã hội vừa tiếp tục lan truyền clip một nhóm học sinh đánh đập dã man một học sinh khác khiến người xem bức xúc, lo lắng và thậm chí là hoang mang về vấn đề bạo lực học đường hiện nay. Đoạn clip có thời lượng dài hơn 1 phút, vụ việc một nhóm học sinh đánh đập một học sinh khác được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội trong mấy ngày qua. Theo xác nhận từ trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập, thành phố Vinh, sự việc trên xảy ra vào khoảng tháng 2 năm 2023 và ngoài khuôn viên của trường. Trong clip có 4 học sinh của trường, kể cả học sinh bị đánh, một em khác được xác định cùng cư trú tại thành phố Vinh. Sau sự việc, trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập đã làm việc với các học sinh liên quan và gia đình các em để có biện pháp theo dõi, ngăn chặn sự việc tiếp diễn. Người bị đánh chính là em Hamid. Và nhóm học sinh đó là có học sinh của trường mình và học sinh của trường khác. Vấn nạn học đường, cái bạo lực học đường đã trở thành một cái vấn nạn rồi. Và đã vượt ra khỏi cái tâm của nhà trường quản lý rồi. Do đó là chúng tôi rất mong muốn trong cái chuyện mà để giáo dục học sinh, đặc biệt là để ngăn chặn cái bạo lực học đường, thì cần phải có toàn thể các cơ quan ban ngành có liên quan đều phải vào cuộc. Và vào cuộc ở đấy là phải vào cuộc một cách quyết liệt và phải sát, sâu sát. Trước đó trên mạng xã hội cũng xuất hiện clip học sinh đánh nhau được xác định xảy ra tại trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, thành phố Vinh. Cái này thì thừa nhận thôi, nhưng mà bây giờ yêu cầu công an phải xác định rõ là suy cuối buổi, cho nên là tra trộn vào để vi quấn đi mua bán như chỉ trên mạng. Nhà trường đã phối hợp cả hai công an, cả công an Tân Thí, cả công an Biên Thủy, và yêu cầu họ phải làm rõ và trả lời cho nhà trường. Bạo lực học đường ngày càng có tính chất phức tạp hơn, là chúng ta cần phải nhìn nhận một cách khách quan cái nguyên nhân dẫn đến cái bạo lực học đường. Cái trách nhiệm đầu tiên
thì là những người làm giáo dục thì theo chúng tôi đó là trách nhiệm của là các nhà trường. Khi chúng ta chưa làm tốt các cái công việc giáo dục học sinh cần phải có cái sự vào cuộc của các cái tổ chức như là chính quyền địa phương, rồi như hội phụ nữ, rồi như tổ chức đoàn thanh niên, mà đặc biệt là với gia đình. Cũng tại Nghệ An, trong tháng 4 vừa qua, sự việc nữ sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh tự tử càng làm dư luận nhói lòng và thêm phần hoang mang trước những diễn biến phức tạp của vấn nạn bạo lực học đường hiện nay.